mày nó biết thế. Cái đầu này nó cứ nó dễ lên chứ không phải cái đầu này là đầu này nó vô rồi chắc là đứa cuối cùng kia. Bấm cho. Bấm cho. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung Nguyễn Fishing. Trong video ngày hôm nay mình tiếp tục mình quay lại hồ câu cá Hải Long Vương nhỏ nha các bạn. Thì hôm nay các bạn sẽ đón xem Trung Nguyễn Fishing và anh em câu cá tại hồ Hải Long Vương nhỏ cá như nào, cá lớn ra sao cho các bạn. Rồi các bạn theo mình. Rồi mình đã vào tới hồ Hải Long Vương cho các bạn. Rồi các bạn xem. Đâu không mở đâu. Này may mắn nha anh Hải. Này cái này câu cám rồi. Rồi sáng sớm tiếng đầu tiên á là tắm nổi rồi, tuyệt vời á. Có cá chắc. Hello, chào anh Tuấn Hình. Hello. Này nó đã nhanh. Chắc cứu rồi. Rồi chào em. Mấy em này đâu, đi đâu về đâu sớm vậy? Ai đồ, dạ em em ở đâu lại đây? Em biết anh qua nên em qua sớm. Lại đây một cây liền. Bỏ cái dứa, đừng có cho ai vô nữa nha. Hết túi luôn á. Rồi hôm nay Trung Nguyễn Fishing bốc được cuối hồ 105 nha các bạn. Đó. Cuối hồ bên đó các bạn nha. Rồi hôm nay hy vọng bắt được cá nhiều cá nha, cá lớn nha các bạn. Hai chú cháu mình bắt cá nha con, bắt tay cái lấy hình đi con, bắt tay hợp tác đẹp ra. Ai bắt tay với ông là lóc rồi đó. Giờ cũng giỡn, đột cái giỡn. Chú Tung nói nghe nè con, cái cổ này nó quẹo bên này đấy, con nha chú cho nó quẹo lại bên kia luôn. Kế bên anh em cũng câu mồi cám nha các bạn. Tại vì hồ này cá mới là tiếng đầu tiên anh em câu cám. Ủa vậy anh cũng câu cám hả? Câu cám luôn. Rồi bữa nay ba chú con. Đúng 100 luôn á. Nặng đi vô vòng luôn rồi. Đâu phải cái phải nhiều á. Cái phải nhiều á. Cá nó chị vô. Này cầm gà. Con đầu tiên. Rồi, xúc lên biển luôn. Con cá sấu bạn ơi. Rồi, xúc lên biển luôn trời. Ôi, mày sát em ạ, mày sát nó ra kìa.
bên miệng rồi. Cam bông bít rồi. Thì kể là dùng bún á. Không đồ đâu lên luôn. 15 em coi. Lên luôn đi, lên luôn. Giám sát chưa coi rồi. Rồi cá đầu tiên xuống tới miệng rồi các bạn ơi. Xúc lên miệng luôn. Con bình cá đang lớn lên nha các bạn. Đâu ạ? Đâu rồi cá con của anh? Hai con nha các bạn. Một con đã vô bờ. Bạo lực quá Hiếu ơi. Hiếu trơn thành. Bắt đi anh. Ồ, mũi pin chạy đã quá anh ơi. Lớn quá anh. Hai con, hai con. Anh Bánh bước qua luôn. Ừ. Hai con nha các bạn. Hai con liên tiếp nha các bạn. Một con đã lên bờ. Tiếp tục đã lên bờ. Bốn rồi em. Còn nữa lên nha các bạn. Ồ, con này lớn rồi. Con này quá lớn. Con này nhỏ hả? Lớn, con này lớn, con này lớn. Đen. Con này đen nó nặng hơn đấy anh. Cá đen nha. Đen nó nặng hơn cá trắng không? Mình 85 chạy đi. Chạy. Cá lên quá nhiều rồi. Quá đen. Câu vậy á. Xoay cá. Ok. Xem ra trong ngoài. Được rồi. Ngoài. Mùa trong. Thơm à. Thơm à. Chơi gì uống cá sao còn đi không tới đó cái nước luôn. Rồi, cá. Cá nhiều á, đâu có cá nhiều á. Dậm lên đó đụ mà. Giờ đây à, giờ đây. Đâu rồi, cá đâu rồi? Giờ chú cần ăn cái. Đó rồi, lỏ rồi. Rồi. Nhỏ à. Ok. Rồi bắt cá quá bạo lực. Hay quá Nhân ơi. Hôm nay Nhân anh cầm cúp nữa rồi. Kỳ trước cầm cúp này cầm cúp tiếp.
quá bự luôn. Còn này 8 cái mấy à? Nắm tay anh ơi, vệ sinh đầu tiên, lấy chai suối này lại lên. Có suối không ấy, chú kêu chú Hoài đưa chai nước suối đi chú. Thầy ơi. Chú Hoài lấy chai suối, chú Hoài đưa liền đi chú. Có không? Có hả? Rửa cho nó, rửa tay, bỏ tay. Bỏ tay, rửa tay, bỏ thẳng lên đây. Anh đừng nhìn quá, em nhìn rửa đây, rửa sát đi. Rửa nha. Chờ đi kìa. Bó tay cho tay đi. Đấy, cũng có đá này Tâm. Thôi được, khỏi, bóp tay đừng có nhìn nha. Trời là gì? Ôm ảnh. Có gì dịnh cái ngón tay, cầm cái ngón tay anh lại. Anh Trung chung anh quá, dao chém anh khổng đau nữa mà. Rồi, giữ tay giữ nguyên nha, đừng có động đại nha. Rồi. Dịnh lưỡi câu không? Chịu khó anh cắt cái đầu này rút cái vậy nè anh Trung. Không. Cho anh Trung làm. Rồi. Cắt đầu kia nó rút cái ngạnh rồi sao mày rút? Nè, lưỡi gà mà này cứng lắm. Giữ cái lưỡi vô. Bóp nó không? Đây, nó bóp cho. Thôi mày không biết thế. Khoan. Cắt đầu này nó cứ nó dễ nè, trong ngoài cắt đầu này nè, đầu này nó giòn là ừ, đúng rồi đó. Cắt đầu đó rút đầu kia. Mày bấm cho. Dữ quá bấm nổi, bấm cho. Đừng có rằng nha. Đây, anh Dung, đây, bấm. Đây, bóp cho. Dính cái nó ra này. Đây nghe anh Trung sau khi này nâng cấp cái kiệm nha. Rồi, thế đúng rồi. Nước suối hết hả? Đây có suối không? Bóp cái tay nhạt bóp máu ra kìa. Mình thua chung. Không, tay. Bóp máu cho theo. Rồi, ok. Rất là nguy hiểm nha các bạn, lại là một lần nữa đó. Nguy hiểm quá. Đây cá anh á. Thôi Đâu. Đây. Đưa nhỏ bác ơi. Hai ngày nhỏ được kêu cảm giác kìa trời. Đưa nhỏ bác ơi. Chứ kỳ quá. Đứng nhất nữa này. 16 cái. Đâu con trai. Chú Trung đang quay nha con, đừng cho dưới của Trung nha. Có đó con trai. Đâu con. Trời ơi, cá cho xíu mày ơi. Được đó, nhỏ đâu. Rồi. Đúng rồi, qua khèo chú này lên, được. Thấy cá nhỏ con ơi, cẩu lên luôn. Cái cần con từ con cái cần. Cần thủ nhí bắt cá siêu bạo lực. Cẩu con này lên luôn 3 kg không à? Không biết nữa. 3 kg. Rồi. Nhỏ nhất à. Đây bên bên thẳng kỳ đã quá con. Sướng. Sướng. Wow. Hai ngày mới được bắt được. Rồi đi cân cá. Đâu rồi. Anh thẳng cây luôn. Cứng cây luôn, sướng luôn. Đâu rồi. Đi ra là mày. Lo không luôn, lớn à, hôm nay đi đậm lắm á. Hôm đi đậm. Chạy đi đậm con cái của ta. Đây con này đậm lắm, mày lớn á. Từ từ nha. Rồi. Nó đây, nó đó.
được á, con này được á. Là cũ á. Lại nha. Lại nha. Quá bự, quá bự. À, bự quá, bự quá.